Đây là một gói collagen DHC của Nhật 60 ngày và nó có trọng lượng là 360 viên. Các chị nhìn qua thì có thể là đánh giá cái bao bì nhìn nó xấu, nhìn nó nhăn nhăn nhó nhó. Nên là nhiều chị nhận hàng hoặc nhiều chị xem thì bảo sao nhìn nó chán thế. Thì thật ra là em chia sẻ là người Nhật ấy thì họ không chú trọng nhiều đến những cái bao bì đâu. Nên là hàng Nhật ấy thì nhìn nó rất là cũ, nó cổ. Nhưng mà họ tập trung vào cái chất lượng rất là tốt. Thì đây là một cái dòng sản phẩm của DHC thì cũng được rất là nhiều chị em tin tưởng. DHC nó là một trong những cái thương hiệu cao cấp của bên Nhật Bản. Ngoài cái collagen này thì DHC này còn rất là nhiều cái loại khác như là vitamin C hay là son hay là một số cái dòng sản phẩm mà dưỡng ẩm khác. Thì hôm nay thì em chỉ chia sẻ với các chị về cái dòng collagen DHC này thôi. Bây giờ em xin được chia sẻ qua cho các chị về những đặc điểm nhận dạng hàng thật của DHC. Thì đây là bao bì bên ngoài thì các chị nhìn thấy có biểu tượng của DHC này. Có chữ này 2050 mg thì mỗi một viên này nó chứa 2050 mg collagen. Đây ạ, đây là gồm có số điện thoại, trang web này và đây là mã vạch của sản phẩm. Mọi thông tin này thì đều bằng tiếng Nhật. Cái hàng nội địa ấy, của bên Nhật ấy thì mọi thông tin ở trên bao bì này thì đều bằng là tiếng của tiếng Nhật. Vì vậy thì các chị dùng hàng này là hàng chuẩn như người Nhật họ đang sử dụng. Ngoài ra thì thị trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều loại hàng giả, hàng nhái. Nó giống y hệt như cái hàng hàng thật này, nhưng chất lượng của nó kém hơn. Nên là mong là các chị hãy tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền để mua. Vì có những chị là phản hồi là dùng nó không thấy tác dụng gì cả. Hay là một số chị là thấy những cái viên thuốc ở bên trong nó khác so với là những cái mà em review. Mong rằng các chị hãy cẩn thận, tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng.